Vừa qua tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm thơ ca trên đường đời với sự hiện diện của các nhà thơ André Velter, người Pháp, Jean-Pierre Orban, người Bỉ và Nguyên Quang Thiêu, Việt Nam. Sự kiện do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles phối hợp tổ chức nhân dịp Ngày thơ Việt Nam 2016. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cécile Leroy, đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã khẳng định buổi tọa đàm là một cơ hội để khẳng định vai trò của văn học trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa châu Âu và Việt Nam. Nhân dịp này, một số tác phẩm của André Velter và Jean-Pierre Orban cũng đã được giới thiệu đến độc giả Việt Nam.